Năm nay, do dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày chiến thắng 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 liền kề với nhau, nên người lao động cả nước được nghỉ liên tục trong 5 ngày. Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4, người lao động được nghỉ một ngày, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 được nghỉ một ngày, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch được nghỉ một ngày. Năm nay, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4, quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 liền kề nhau, lại rơi vào cuối tuần, nên công chức người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc của tuần kế tiếp. Như vậy, kỳ nghỉ này sẽ kéo dài liên tục 5 ngày, từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Đây là trường hợp hiếm gặp vào hai dịp nghỉ lễ này, dẫn đến số ngày nghỉ kéo dài như năm nay. Ngày mùng 1 tháng 2, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định số 109 về việc truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy, người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu. Quyết định số 109 nêu rõ, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 13 ngày 1 tháng 2 năm 2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy, phó phi đội trưởng, tham mưu trưởng phi đội 1, trung đoàn 921, sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có quyết định truy thăng quân hàm chức niên hạn từ cấp bậc đại úy lên thiếu tá. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí Trần Ngọc Duy. Việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh là nhiệm vụ cốt lõi trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Để làm được điều này, thì các đồn biên phòng nơi biên giới đã tăng cường cán bộ, đảng viên về cơ sở để xây dựng hệ thống chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An có 13 thôn với hơn 1.000 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Thái. Là hộ nghèo của bản Mường Piệt, ông Hồng được thiếu tá Lê Văn Giang, đồn biên phòng Thông Thụ trích một phần tiền lương, hỗ trợ mua giống thỏ, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ gia đình kỹ thuật chăm sóc để con giống phát triển. Nguồn hỗ trợ của chú Giang hỗ trợ cho gia đình sau này á, cho nên có để ra để phát triển nhiều, để có tiền đóng góp cho gia đình thì bao giờ trong gia đình cả con cái không bao giờ quên ơn của chú Giang được. Cả đồn 515 đơn vị cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp với địa phương trong việc rà soát nắm số lượng hộ nghèo trên địa bàn để tham mưu và kêu gọi các tổ chức có những cái chung tay hỗ trợ đóng góp để tặng quà cho người nghèo. Xác định mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống, đồn biên phòng Thông Thụ đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương phân công các đảng viên đồn biên phòng thường xuyên bám địa bàn, phụ trách giúp đỡ những gia đình khó khăn, neo đơn vươn lên trong cuộc sống, giúp người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế vững mạnh. Đảng ủy xã Thông Thụ và đồn biên phòng Thông Thụ thì có truyền thống từ trước đến nay trong lãnh đạo chỉ đạo để bà con nhân dân phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng và ổn định an ninh biên giới thì rất là hiệu quả. Trong thời gian vừa qua thì tình hình đời sống của bà con nhân dân thì từng bước được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới thì ổn định. Xây dựng cơ sở chính trị giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là bài toán xuyên suốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân ở Nghệ An. Các đảng viên biên phòng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đưa ra nhiều giải pháp giúp các gia đình ở khu vực biên giới phát triển kinh tế từ các mô hình cụ thể, phù hợp từng hoàn cảnh, giúp người dân từng bước xóa nghèo ngay tại quê hương. Trong 2 năm qua, dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID triển khai tại tỉnh Quảng Nam đã giúp cho người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện sinh kế, giữ gìn các giá trị truyền thống và bảo vệ rừng bền vững. Những năm qua, nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở huyện Đông Giang vẫn được duy trì đều đặn. Các hợp tác xã, tổ hợp, trưng bày, giới thiệu sản phẩm được ra đời đã tạo nên các điểm du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm ô cốp giúp tăng thu nhập cho đồng bào.
phải mình truyền lại, truyền bá lại cho các cháu này để học tập, để cho nói theo, hạn chế họ đi rừng, hạn chế họ đi núi, để làm ở nhà để có cái thu nhập cao. Và thuận lợi có nghĩa là nó kết hợp với ở địa phương chúng tôi là có du lịch cộng đồng, có du lịch sinh thái, cho nên là mình quảng bá nó có nghĩa là với giới thiệu hàng về cái nghề đan lát này khối mai một. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, dự án quản lý rừng bền vững đã hỗ trợ tổng kinh phí khoảng 2,8 triệu đô la Mỹ để Quảng Nam chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp và tăng trưởng xanh thông qua phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là mây che đan, dược liệu theo hướng bền vững, có chứng chỉ rừng, thúc đẩy trồng rừng và sản xuất rừng gỗ lớn. Hiện Quảng Nam đang tập trung triển khai các chính sách bảo vệ rừng, bảo tồn nghề truyền thống dựa trên nền tảng kinh tế bền vững cho đồng bào. Chúng ta phải cải thiện sinh kế của họ. Là khi họ đã có điều kiện sống tốt hơn, kinh tế tốt hơn, thì họ sẽ không phá rừng nữa, mà họ phải dựa vào rừng. Để mà thực hiện được những cái mô hình sinh kế, để thực hiện được những cái chuỗi giá trị, thì cần phải có cái sự phối hợp tốt, tích cực với chủ rừng, rồi giữa hộ nông dân để thực hiện. Cái thứ hai nữa là thực hiện tốt cái việc quản lý bảo vệ rừng. Thứ ba nữa là cần phải có sự nghiệm thu đánh giá những kết quả. Sau khi những hoạt động đã xong, thực hiện xong thì phải có những nghiệm thu đánh giá rất cụ thể. Trên cơ sở tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng, công tác bảo tồn và đa dạng sinh học phát huy hiệu quả, nhiều mô hình hợp tác quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học đã giúp cộng đồng nâng cao nhận thức lợi ích từ rừng, cải thiện sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi tỉnh Quảng Nam.